Xin chào mọi người đã quay trở lại với cả PC Crack Gaming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái Blizzard app. Đây là một cái cổng chơi game của hãng Blizzard. Họ là hãng đã sản xuất ra cái game World of Warcraft, có lẽ các bạn đã biết đúng không nào? Thì thời gian gần đây cái hãng này nó đã phát hành miễn phí cái tựa game huyền thoại có tên đó là StarCraft, thế nào? Và bây giờ thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một video để hướng dẫn các bạn đăng ký cái Blizzard app này đã, để sau này nó còn phát hành thêm game gì miễn phí thì lúc đó các bạn đã biết cách đăng ký Blizzard app rồi để có thể tải nó về mà chơi được chưa nào. Ở đây đầu tiên các bạn hãy vào cái trang web đó là blizzardapp.com được chưa nào. Đây, như các bạn có thể thấy mình sẽ để cái link này bên dưới phần mô tả của video. Thì ở đây các bạn hãy nhìn đến sang phần bên phải nhá, góc bên phải màn hình của các bạn ấy, các bạn có cái chữ My Account đúng không nào. Ở đây các bạn click vô nhá, sau đó các bạn ấn vào Create a Free Account được chưa nào. Chúng ta sẽ tạo một cái app của Blizzard app. Các bạn có thể đăng nhập với cả Facebook cũng được rồi. Nhưng mình thì cũng chưa thử, mình muốn các bạn tạo riêng một cái nick app luôn. Để sau này các bạn có gì mua game, mua gear thì các bạn có thể dễ dàng thao tác trên cái app này, được chưa nào. Thì đây, nó đã chọn sẵn cái country chúng ta là Việt Nam rồi. First name mình sẽ đặt là PC Crack. Bên này mình sẽ đặt là Gaming. Được nào. Bên đây thì mình sẽ điền bừa một cái gì đó vào. Còn các bạn thì các bạn cứ điền cái năm sinh tháng đẻ thật của các bạn vào nhá. Tiếp theo đấy là cái phần email này. Ở đây thì các bạn hãy điền một cái email mà các bạn đang có thời điểm hiện tại vào. Mình sẽ điền cái email nào đây nhỉ? email.com. Ok, password. Password thì như trước đây mình các cái chương trình cũng như cái app hay là những cái bất cứ một cái gì đó mà mình từng hướng dẫn các bạn đăng ký thì mình đã nói qua về cái phần password rồi. Thứ nhất ở đây nó yêu cầu đó là từ 8 đến 16 ký tự đúng không nào. Thì trong các ký tự đó thì các bạn phải có, thứ nhất đó là chữ viết hoa, thứ hai đó là chữ thường, còn thứ ba là số, là các bạn phải qua dễ dàng thế nào. Đó, mật khẩu của mình gồm chữ viết hoa, chữ viết thường và số, các bạn nhớ đến ba yếu tố này nhá. Còn tiếp theo là câu hỏi bí mật, select question thì mình sẽ điền bừa một cái gì đó. What first video game you beat? ABCDEF. Ok, thế nào. Create a free account. Already have an account. Sau khi đã xong tất cả mọi thứ, điền xong tất cả bên trên này thì các bạn ấn vào Create a free account đây nhá. Cái email này mình sử dụng để đăng ký rồi, thế nên bây giờ mình sẽ phải dùng một cái email khác. Xem nào, có cái email nào không nhỉ? Ok, điền lại password một lần nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn vào Create a free account. Ok, như vậy là đã xong rồi đấy. Và đó là mới chỉ là cái công việc, đó là chúng ta đăng ký một cái nick Blizzard app mà thôi. Còn bây giờ chúng ta phải download thêm cái Blizzard app này về. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản cái Blizzard app này ấy, nó tương tự với cả Garena, hoặc là nó tương tự với cả Uplay hoặc là Origin ấy, được chưa nào. Nó chỉ là một cái app chơi game thôi, chứ không phải là download về là chúng ta chơi được game ngay. Bây giờ thì đầu tiên chúng ta sẽ phải download cái Blizzard app này đã, được chưa nào. Các bạn ấn vào phần click ở đây này, nó hiện sang cái bảng này, được chưa nào. Ấn vào thôi, rất là dễ. Đây, nó download rồi này. Bastle.net setup.exe, được chưa nào. Còn bây giờ thì mình sẽ vào cái email của mình đã, xem nó có cần kích hoạt không. Đa số tất cả các cái bất cứ một tài khoản trang web nào hay là bất cứ một cái, nói chung là bất cứ một cái gì mà các bạn đăng ký thì hiện tại thì đều nó bắt buộc các bạn phải đó là đều bắt các bạn phải kích hoạt thì mới có thể sử dụng được. Như đây các bạn thấy đó, trong cái email của mình thì nó đã có cái phần đó là một cái email của Blizzard Entertainment ở đây, nó gửi về cho mình. Mình sẽ click vào thử nhé. Đây này, click on the link below, verify your Blizzard account email address. Các bạn click vào cái link xanh xanh này là được nhé. Đây, cái link xanh là dài ngoằng này, xem nào. Rồi, email của mình đã được xác nhận. Vậy là xong rồi đấy. Công việc chúng ta bây giờ chỉ là chạy cái battle setup.exe lên mà thôi. Chạy lên được chưa nào. Khá là nhanh thôi,
app này nhìn nó cũng nhèo à. Nó không phải là game đâu, nó chỉ tương tự Garena thôi, các bạn nhớ điều đó là được. Ok, ấn cắt đi. À, đầu tiên các bạn ấn vào trên đã nhá, để chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái Bizap app này trong cái máy tính của các bạn. Mình sẽ lưu nó ở ổ D. Đó, ở phần game này đi. Select Battle.net, nó sẽ tự động tạo một cái funnel Battle.net ra, được chưa nào? Ở đây các bạn chọn vào Add Desktop Shortcut nhá, nó tạo ra một cái icon bên tiếng vào màn hình nhá. Sau đây ấn Continue. Rồi, bây giờ đợi nó down cái app này cho chúng ta thôi. Nhanh thôi. App nó có vẻ khá nhẹ. Stapka là một tựa game của nó là khá là cổ. Thời gian gần đây thì Blizzard đã quyết định đó là cho chúng ta chơi free cái tựa game này ở gần như là toàn bộ các cái chế độ của nó. Và quan trọng nhất chính là cái chế độ chơi multi, và chơi online với cả người khác. Stapka thì trước đây mình chỉ từng nghe danh thôi, chưa thử bao giờ. Mình cũng có tìm hiểu những cái bản correct của nó, nhưng mà thực sự là nhìn cái đồ họa của nó thì mình không quen mắt cho lắm, nên mình không chơi. Cái thời mà Stapka nó còn đỉnh cao á, đỉnh cao thực sự nữa. Mà cái thời mà đó là có thể nói là cái thời đầu của esports ấy. Thì lúc đó mình lại đang chơi cái game đó là Dota cơ, Dota 1. Cho nên là mình cũng không quan tâm nhiều lắm tới cái game Stapka. Thời gian gần đây thì nó được phát hành miễn phí, cho nên là mình mới chú ý lại đến nó. Đây, nó xong rồi này các bạn. Các bạn thấy đúng không nào? Battle.net này. Select a different region. Khu vực à? Việt Nam chúng ta ở đâu nhỉ? Asia đúng rồi. Đây. Asia chúng ta. Sau đó ấn continue nhá. Rồi, bây giờ thì nó sẽ hiện cái bảng đăng nhập ra. Thì nó cũng tương tự như việc các bạn mở lên thôi. Đây, nó hiện cái bảng ra đúng không? Bây giờ chúng ta hãy điền cái nick mà các bạn vừa mới đăng nhập vào nhá. À, mới đăng ký vào. Thế nào? Mình đăng ký với email đó là l@gmail.com. Kimmy login. Thế nào? Login to Blizzard. Rồi, ấn vô. Đây, bây giờ thì sau khi đã đăng nhập vào rồi ấy, thì nó sẽ bắt chúng ta điền một cái tên nào đó. Mình sẽ điền đó là PC Correct Gaming. Ui, quá rồi. Thôi thì PC Gaming nhá. Yeah, ok. Create a Battle Tag nhá. Ấn vào đây nhá. Đâu rồi? Mới lúc rồi. Nó vẫn đang chạy, đây rồi, nó đang nhập vào rồi các bạn. Đây, nó hiện cái bảng scan for game này, có nghĩa là những cái game nào mà các bạn đang có thời điểm hiện tại nó sẽ hiện hết ra đây. Nhưng mà mình vừa mới tạo nick xong mà, cho nên là chả có cái game nào cả, là trên nào. Ok. Shop, mua game. Lát hơi lâu nhỉ. Rồi, quay lại về game đi. Thì đây là những cái game mà thời điểm hiện tại Vigilant có lẽ là đang phát hành. Và sắp tới sẽ có thêm những cái game nào đó nữa thì mình không biết. Các bạn có thể mua game ở đây. World Cup free à? What the hell? Try it for free. Vậy không miễn phí đâu. Try it for free. Hearthstone, play free now. Đây, Hearthstone là chơi miễn phí được này. Và Stapka cũng chơi miễn phí được này. Hero of the Storm cũng chơi miễn phí rồi này. Overwatch thì phải mua. Stapka và này Stap Relief the Roots thì cũng phải mua. Chứ nào? Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cài đặt cái phần mềm Blizzard cũng như đăng ký rồi. Bây giờ thì mình có lẽ sẽ kết thúc video ở đây thôi. Còn những cái video nhận game thì có lẽ là sắp tới các bạn hãy cập nhật cái channel của mình thì mình Stapka Blizzard nó phát hành những cái game gì miễn phí thì lúc đó mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận game hoặc là mua game. Các bạn hãy nhớ cập nhật nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.